Tây Du Ký 1986 là bộ phim truyện China kinh điển, phát sóng lại không bên dưới 3.000 lần kể từ khi ra mắt. Bộ phim đã gây tiếng vang lớn khắp châu Á, thậm chí còn biến thành huyền thoại với kỷ lục rating tới 89,4%. Tuy đạt nhiều chiến thắng như thế nhưng cố đạo diễn Dương Khiết người tạo cho tác phẩm này, linh hồn của Tây Du Ký lại coi phim là nỗi đau, điều nuối tiếc nhất của cuộc đời. Bà đã có lần nói, tôi không có thấy gì giả dang về Tây Du Ký. 10 năm sau khi phim phát sóng, tôi không xem nó. Cứ bật TV lên thấy Tây Du Ký là tôi lại tắt. Cố đạo diễn Dương Khiết chỉ đạo cấp cao của đài truyền hình Trung ương giao cho đảm nhiệm bộ phim truyện Tây Du Ký. Trước đó Nhật Bản cũng đã làm bộ phim truyện này nên các chỉ đạo giao cho bà nghĩa vụ làm phim hay hơn của Nhật. Dương Khiết nhận chỉ thị của cấp bên trên, dõng dạc có phát ngôn bà sẽ khiến một bộ phim truyện không chỉ có hay hơn mà còn giỏi hơn Nhật nhiều lần. Tuy nhiên bà là kẻ có cái tôi mạnh bạo nên nhiều lần cãi nhau với chủ nhiệm chế tạo vì không chịu tiết kiệm ngân sách quá mức. Đạo diễn Dương Khiết muốn đem về các thước phim mãn nhãn nhất cho khán giả trong những lúc chủ nhiệm chế tạo lại muốn tiết kiệm ngân sách triệt để. Mặc dù với kinh phí ít ỏi nhưng các gì có thể tiết kiệm ngân sách thì nên tiết kiệm ngân sách chứ chớ nên chắc chi quá trong khâu kỹ xảo. Sau nhiều lần tranh cãi, sau cùng bà đã giữ quan điểm của chính bản thân mình nhưng không còn giữ mối quan hệ giỏi với cấp bên trên. Bà Regi là kẻ quá nghiêm khắc trong công việc, thậm chí có không ít diễn viên không chịu được nỗi áp lực đã bỏ đoàn. Có thời gian, bà còn bị các chuyên viên trong đoàn phim cô lập. Dương Xuân Hà không muốn nhắc tới Tây Du Ký vì bị đạo diễn Dương Khiết lừa. Ám ảnh với các gian nan. Thậm chí có lần, đoàn phim phải ăn bánh bao mốt ở phòng toàn rác khi quay phim ở khu vực núi Trường Bạch. Lần khác, cả đoàn phải sống chung với chuột khi quay tại núi Thanh Thành, chuột ở đây còn nhiều hơn nữa cả người. Đoàn làm phim đã phải chật vật bên trên phim trường, thông qua nhiều cực khổ để quay 25 bộ phim truyện suốt trong khoảng 6 năm trời, từ năm 1982 đến năm 1988. Năm 1986, 11 tập đầu tiên phát sóng với kinh phí lên đến mức 3 triệu khoảng hơn 10 tỷ đồng. Sau đó, để có tiền quay nốt 14 bộ phim truyện còn lại, đạo diễn Dương Khiết phải chạy dạy khắp nơi để xin kinh phí, tuy nhiên, cũng chỉ xin thêm 3 triệu. Với kinh phí ít ỏi, các diễn viên phải diễn nhiều vai để tiết kiệm ngân sách, các cảnh quay kỹ xảo ba xu không còn bảo đảm an toàn cho diễn viên. Cũng bởi vì kinh phí thấp nên cả đoàn làm phim phải chịu nhiều thiệt thòi.